Chào mọi người, thì cũng xin giới thiệu là mình là Tính, hiện đang là Country Manager của Trust Analytics và cũng là đối tác chuyên về đào tạo cho Smart Train và Team Global. Và hiện tại mình đồng thời cũng là giảng viên cho một số các khóa học liên quan đến phân tích dữ liệu ở Smart Train. Hôm nay thì mình sẽ có một số cái chia sẻ về một cái chủ đề mà hiện tại đang được nhắc đến rất là nhiều, đúng không ạ, trong thế giới hiện tại. Và đang được rất là nhiều và các cái mọi người và các cái doanh nghiệp hiện tại đang quan tâm. Thì đó là cái chủ đề về phân tích dữ liệu, hay mình còn nói tiếng Anh đó là Data Analytics, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào? Data Analytics là gì? Và làm sao mình có thể khai thác và tìm ra được những cái insight, những cái thông tin từ những cái một cái khối lượng dữ liệu khổng lồ hàng ngày ở xung quanh chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là có nhiều cái hoạt động nó đang diễn ra, đó là hàng ngày. Trong lĩnh vực bán hàng, trong quản lý tồn kho, trong quản lý sản xuất, trong lĩnh vực tài chính, trong lĩnh vực y học, trong lĩnh vực viễn thông và rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau, hiện tại đang tạo ra một khối lượng dữ liệu hàng ngày rất là lớn, đúng không ạ? Mỗi khối lượng dữ liệu hàng ngày rất là lớn và nó đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau ở dưới dạng và những hình dạng khác nhau, và thế giới xung quanh chúng ta nó đang thay đổi, đúng không ạ? Và theo một cái thống kê của Microsoft thì năm 2020 thì cái khối lượng dữ liệu của thế giới hiện tại nó đã tăng đến cái khối lượng dữ liệu rất lớn, nó khổng lồ, đó là 44 terabyte, đúng không ạ? Và hiện nay thì 80% các cái doanh nghiệp, 80% các cái doanh nghiệp hiện tại đang bắt đầu là sử dụng các cái nền tảng về giải pháp liên quan đến biện toán đám mây để họ có thể nhanh chóng khai thác được một cái khối lượng dữ liệu rất là khổng lồ hàng ngày, để mà có thể biến cái khối lượng dữ liệu đó thành cái thông tin để hỗ trợ trong quá trình ra quyết định của họ, đúng không ạ? Và trong năm 2019 vừa rồi, cũng theo cái thống kê này thì cái việc mà đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trong cái việc là khai thác các loại dữ liệu đấy thì nó tăng đến 300%. Thì điều đó nó chứng tỏ được rằng là cái khối lượng dữ liệu hàng ngày là rất là lớn, đúng không ạ? Và dữ liệu nó ở rất là nhiều nơi khác nhau. Có thể là những cái file Excel hàng ngày mà mọi người đang làm việc, đó cũng là dữ liệu, đúng không ạ? Hoặc là dữ liệu nó cũng có thể là những cái file text, là những cái file CSV, hoặc là dữ liệu nó cũng có thể là đến từ cái hệ thống ERP, cái hệ thống core của các doanh nghiệp, đúng không ạ? Hoặc là các cái ứng dụng mà mọi người đang sử dụng hàng ngày. Và dữ liệu không chỉ là đến từ trong tổ chức doanh nghiệp, hoặc là dữ liệu mà hiện tại mình đang quản lý, dữ liệu nó cũng có thể đến từ Internet, dữ liệu nó cũng có thể đến từ Facebook, Twitter hay là các website, đúng không ạ? Và xa hơn nữa là các loại dữ liệu nó có thể là những cái hình ảnh hoặc là những cái video, đó cũng là tất cả các loại dữ liệu mà trong thế giới chúng ta có thể nhìn thấy được. Điều đó chứng tỏ rằng là cái khối lượng dữ liệu hiện tại nó rất là lớn, và nó có một cái tiềm năng về cái việc là chúng ta có một cái nhu cầu để chúng ta có thể khai thác cái khối lượng dữ liệu đấy, để chúng ta có thể tìm ra được một cái thông tin cho cái quá trình ra quyết định và có những cái action hàng ngày trong cái vấn đề liên quan đến business, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với một cái số các business question, một số cái câu hỏi liên quan đến business rất là đơn giản, đúng không ạ, trong lĩnh vực bán hàng. Ví dụ như là cái câu hỏi đầu tiên liên quan đến câu chuyện là opportunity scoring, có nghĩa là chúng ta cần phải biết được rằng đó là ok, những cái khách hàng hiện tại của chúng ta, khách hàng nào là hiện tại đang có cái độ tiềm năng rất là cao để chúng ta có thể tập trung để mà chúng ta có thể chốt deal cho những khách hàng đấy, đúng không ạ? Và một câu hỏi thứ hai đó là ok, cái những cái sales team hay là những cái kênh bán hàng, hoặc là những thị trường, hoặc là những cái sản phẩm nào mà hiện tại mình đang gọi là có một cái doanh thu, đem lại cái doanh thu rất là lớn và tốt, đúng không ạ? Để cho chúng ta có thể là chúng ta sẽ tập trung cái nguồn lực và lập cái kế hoạch để mà bán hàng nó tốt hơn. Customer insight thì nó sẽ có một câu hỏi là thường thường chúng ta sẽ có một cái nhu cầu là chúng ta muốn tìm hiểu cái thói quen hành vi của khách hàng của mình như thế nào, đúng không ạ? Thói quen mua hàng như thế nào? Thì dựa trên cái phân tích về hành vi tiêu dùng của khách hàng thì chúng ta có thể thiết kế ra những cái chương trình promotion, hoặc là những cái chương trình về marketing, về tiếp thị, để chúng ta giới thiệu được những sản phẩm của mình đúng đến cái đối tượng mà hiện tại đang cần những sản phẩm đấy, đúng không ạ? Về trên analytics cũng vậy, có nghĩa là đây là một câu hỏi về câu chuyện là chúng ta sẽ có thể có cái nhu cầu là chúng ta sẽ muốn biết được rằng là những cái khách hàng của chúng ta hiện tại, những khách hàng nào sắp tới họ có khả năng là họ sẽ từ bỏ, không sử dụng cái dịch vụ cũng như là không sử dụng cái sản phẩm của chúng ta nữa, đúng không ạ? Thì dựa trên đó thì mình sẽ có những cái kế hoạch nó phù hợp để chúng ta giữ chân những cái khách hàng đấy, những khách hàng đấy. Hoặc là product recommendation, cái gì là thường thường rất là trong cái bài toán này rất là phổ biến, mọi người đang thấy là ví dụ như chúng ta lên một website, chúng ta mua một cái sản phẩm nào đó thì lập tức cái website nó sẽ đưa ra một cái
một cái recommend đúng không ạ, một cái lời khuyên đó là bạn nên mua cái sản phẩm nào tiếp theo đúng không ạ. Thì đấy cũng là một cái bài toán để chúng ta có thể khai thác cái lượng dữ liệu đó để chúng ta có thể upsell và cross sell cái sản phẩm của mình. Có một cái câu hỏi về business khác, có nghĩa là đứng về góc độ về marketing thì chúng ta cũng sẽ có một cái nhu cầu chúng ta khai thác rằng là cái lượng chi phí, cái lượng mà gọi là cái budget mà chúng ta sẽ phân bổ cho cái chương trình marketing này như thế nào để làm sao chúng ta có thể mang lại một cái vị tên nó cao nhất cho chương trình marketing đó đúng không? Hoặc là trong lĩnh vực quản lý tồn kho thì chúng ta cũng sẽ có cái nhu cầu là làm sao trong khoảng thời gian sắp tới với mỗi cái kho hoặc là với mỗi cái store của chúng ta thì với mỗi cái cửa hàng của chúng ta thì cái lượng tồn kho chúng ta nên chuyển đến các cửa hàng đó lên là bao nhiêu để chúng ta đảm bảo được là câu chuyện là nó không có bị out of stock và cũng không giữ cái hàng tồn kho quá nhiều để tốn chi phí lưu kho. Đó là một số các cái nhu cầu về các câu hỏi business liên quan đến câu chuyện là các lĩnh vực bán hàng và chuỗi cung ứng. Các anh chị làm về kế toán tài chính thì thường ngày thì các chị cũng sẽ có những cái nhu cầu để mà các anh thể khai thác các cái dữ liệu xung quanh của mình để trả lời những cái câu hỏi tương tự như thế này đúng không? Ví dụ liên quan đến forecasting là cái thông dụng nhất đúng không? Sắp tới thì chúng ta sẽ bán hàng được bao nhiêu với mỗi tháng theo từng các cái sản phẩm, theo từng các cái điểm bán hàng. Từ đó để chúng ta có một cái action là chúng ta sẽ lên cái kế hoạch để chúng ta phân bổ cái nguồn lực cũng như là chuyển hàng cho cái phần delivery và cả câu chuyện về lên kế hoạch sản xuất cũng như là lên đến kế hoạch mua hàng cho nó tốt đúng không ạ, để chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu đúng không ạ. Đó là câu chuyện forecasting. Hoặc là các anh chị đã làm trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là ngân hàng với lại bảo hiểm, thì chúng ta cũng sẽ có cái nhu cầu để chúng ta sẽ khai thác được những cái giao dịch nào là những cái giao dịch gian lận để chúng ta có thể kiểm soát và ngăn chặn nó từ cái khối lượng dữ liệu hiện tại đúng không ạ, từ những cái khối lượng dữ liệu hiện tại khổng lồ từ khách hàng của mình. Và bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có cái nhu cầu chúng ta sẽ đánh giá được cái rủi ro của những cái dự án đúng không ạ, để chúng ta có thể ngăn chặn được cái rủi ro đấy. Thì đó là một số các cái câu hỏi mà liên quan đến business, liên quan đến sale và finance. Nhưng bên cạnh đó thì nó không chỉ là dừng lại sale finance, bất cứ một cái business function, một cái lĩnh vực nào thì hiện tại họ cũng đang có nhu cầu để họ trả lời những cái business question, những câu hỏi liên quan đến business một cách hàng ngày dựa vào cái khối lượng dữ liệu khổng lồ mà họ đang có đúng không ạ, liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng hoặc là liên quan đến lĩnh vực mua hàng hoặc là tài chính, marketing hoặc là nhân sự. Thì ở đây thì mọi người sẽ thấy được rằng đó là với cái khối lượng dữ liệu và với cái nhu cầu như thế thì chúng ta ở đây là có một ví dụ về câu chuyện là của một người kiểm soát nội bộ đúng không ạ, một người kiểm soát nội bộ. Thì tại thời điểm hiện tại thì cái người kiểm soát nội bộ có thể là đang tốn quá nhiều thời gian để mà có thể làm việc với lại cái khối lượng dữ liệu của mình. Chúng ta thấy được rằng là có thể là 80% hàng ngày các bạn kiểm soát nội bộ phải làm cái công việc là đi tổng hợp dữ liệu từ rất là nhiều nơi khác nhau đúng không ạ, phải lưu nó, phải xử lý nó, phải làm sạch nó để cuối cùng mình sẽ tìm ra những cái thông tin từ các loại dữ liệu đấy. Và các bạn này thì chiếm đang 80% thời gian cái công việc này, các bạn công việc đấy thì chỉ có 20% là các bạn sẽ đọc các cái dữ liệu đấy và có thể đưa ra những cái phân tích khai thác từ dữ liệu đấy để mà có thể hỗ trợ cho sếp ra quyết định. Tuy nhiên cái nhu cầu của một người kiểm soát nội bộ này, cái chân dung của người này thì họ muốn hướng đến trong tương lai là gì đúng không ạ, đặc biệt là họ sẽ không có một cái IT background, không có một cái kiến thức về IT, do vấn đề là những công chuyện về tổng hợp và khai thác dữ liệu đó gặp rất nhiều khó khăn. Và cái mong muốn trong tương lai của họ là họ sẽ muốn có một cái công cụ đúng không ạ, để mà giúp cho họ có thể quản lý và có thể khai thác và xử lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ hàng ngày để mà từ đó sẽ tìm ra được những thông tin hoặc những insight để đưa ra những cái hành động về mặt chiến lược đúng không? Và dữ liệu của họ của cái người kiểm soát tại bộ này có thể là ở tất cả các department và cả các cái sổ khác nhau, ví dụ là dữ liệu về bán hàng, dữ liệu về tài chính, dữ liệu payroll, healthcare, supply chain, marketing hay là cả operation đúng không? Thì vấn đề này là họ sẽ muốn có một cái phương tiện làm sao đó để mà họ có thể khai thác được những cái dữ liệu này, và 80% công việc của họ hàng ngày có thể là tập trung vào công việc đó là khai thác và phân tích những cái dữ liệu đó để hỗ trợ trong quyết định đúng không ạ. Và tương tự như vậy là đối với một người kế toán đúng không ạ, đặc biệt là trong lĩnh vực kế toán quản trị đúng không ạ, thì mình có một cái nhu cầu là mình phân tích dữ liệu rất là nhiều, từ câu chuyện về phân tích cái sale performance, từ cái câu chuyện về phân tích tồn kho, chi phí đúng không ạ, những cái câu chuyện về phân tích P&L, balance sheet, cash flow hàng ngày đúng không ạ, hoặc là kế toán phải thu, kế toán phải trả, fixed asset, rất là nhiều các cái nhu cầu mà chúng ta phải cần phân tích hàng ngày. Đây là những cái business question mà mọi người đang phân tích hàng ngày đúng không ạ. Nếu chúng ta trả tiêu tốn 80% công việc hàng ngày cho cái việc gọi là tập hợp và
và làm sạch cái dữ liệu thì chúng ta sẽ không có thể trả lời được những cái câu hỏi xa hơn về câu chuyện là làm sao chúng ta có thể forecast hoặc predict được cái sale trong tương lai, hoặc là dự đoán được cái cash flow cũng như là tình hình tài chính trong tương lai, đúng không? Để từ đó chúng ta đưa ra những cái action phù hợp. Thì những cái câu hỏi này về việc của business thì nó chỉ là một cái bề nổi của tảng băng chìm thôi, đúng không ạ? Chỉ là những cái bề nổi của tảng băng chìm thôi. Để trả lời được những cái câu hỏi như thế này thì khối lượng dữ liệu rất là nhiều và nó nằm ở rất là nhiều nơi và những format khác nhau như thế, thì vấn đề chúng ta phải giải quyết được cái tảng băng chìm này, đúng không ạ? Làm sao chúng ta có một cái phương tiện để chúng ta có thể tập hợp cũng như là khai thác và phân tích cái dữ liệu một cách hiệu quả. Thì đấy là cái mà một người đúng không, làm về phân tích dữ liệu hàng ngày cần phải đối mặt, đúng không ạ? Thì cái việc mà define ra một cái câu hỏi tại thời điểm ban đầu nó chỉ là ở cái bước đầu tiên thôi. Đến khi mà chúng ta có thể trả lời được cái câu hỏi đó, và đặc biệt hơn là chúng ta biến những cái dữ liệu đó thành cái thông tin, thì đó là một quá trình, đúng không ạ? Nó trải qua nhiều các cái bước khác nhau. Thì cái việc đầu tiên là khi chúng ta định nghĩa, chúng ta xác định được rằng là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời như thế nào, đúng không ạ? Liên quan đến sale performance, liên quan đến finance, whatever, đúng không ạ? Thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải đi tập hợp dữ liệu trước, đúng không ạ? Đó là ở bước số 2, chúng ta phải đi tập hợp dữ liệu trước, đó là data gathering. Sau khi chúng ta tập hợp dữ liệu về, chúng ta phải mashup các cái loại dữ liệu đó với nhau. Chúng ta phải làm sạch dữ liệu, chúng ta phải có những cái phân tích sâu hơn về các cái loại dữ liệu trong đó nó có ý nghĩa là gì. Sau đó chúng ta tập hợp và tổ chức nó lại thành một cái nơi, để từ đó chúng ta có thể đưa ra một số các cái dạng visualization, một số các cái biểu đồ hoặc là những cái phân tích sâu hơn để chúng ta có những cái thông tin, đúng không? Thì đó là một số các cái bước mà một cái người mà nếu mà muốn từ một cái dữ liệu thô chúng ta biến qua một cái thông tin để chúng ta có thể trả lời được những câu hỏi business, thì chúng ta phải tốn rất là nhiều các step như thế, đúng không? Thế như vậy thì quay lại cái câu hỏi là analytics là gì, đúng không? Từ cái lúc mà chúng ta có một cái dữ liệu thô cho đến chúng ta khi mà chúng ta có được cái thông tin đó, trả lời được câu hỏi đó, thì analytics nó sẽ có bốn cái level của, liên quan đến data analytics. Cái level đầu tiên nó gọi là descriptive analytics, đúng không? Cái thuật ngữ về mặt tiếng Anh nó gọi là descriptive analytics ở đây mọi người. Thì descriptive analytics nó nghĩa là nó trả lời what happened. Với những cái loại dữ liệu hiện tại chúng ta đang có, chúng ta sẽ trả lời được những cái thông tin gì, đúng không? Ví dụ như là ok, tình hình sale performance của ngày hôm qua bao nhiêu, theo từng cái channel bao nhiêu, đúng không? Theo từng các product, theo từng các cái tỉnh thành, theo từng các nhà phân phối là bao nhiêu. Và liên quan đến tài chính chúng ta cũng có thể trả lời được câu hỏi là ok, cái profit and loss hôm nay ở level công ty nó bao nhiêu, đúng không? Chúng ta có thể view down xuống từng các cái chi nhánh, cũng như là có thể view down xuống từng cái SKU của mình. Chúng ta sẽ biết được rằng cái tình hình profit and loss của từng các cái level nó là bao nhiêu, đúng không? Thì đó là descriptive analytics. Thì ở một cái level khác cao hơn, có nghĩa là sau khi chúng ta khai thác được những cái vấn đề liên quan đến descriptive analytics, chúng ta đã biết được rằng những cái gì đã xảy ra rồi, what's happened, thì chúng ta sẽ có cái nhu cầu chúng ta tìm hiểu rằng tại sao cái điều đó xảy ra. Chúng ta có thể view down xuống để chúng ta thấy chi tiết là từ các journal entry, hoặc là những cái sales transaction, hoặc là những cái tình hình kinh doanh ở từ các cái outlets khác nhau, đúng không? Để chúng ta có thể trả lời được những câu hỏi nó sâu hơn. Đó gọi là diagnostic, đúng không? Diagnostic. Ở một cái level, ở một mình khai thác cái dữ liệu nó cao hơn, có nghĩa là sau khi chúng ta đã biết được những cái gì nó xảy ra rồi và lý do vì sao nó xảy ra, thì chúng ta sẽ có cái nhu cầu là chúng ta sẽ dự đoán, dự báo. Chúng ta sẽ có cái nhu cầu, và đặc biệt là rất là nhiều các cái doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất hoặc trong lĩnh vực bán hàng, hoặc là thậm chí về mặt tài chính, họ luôn luôn có một cái nhu cầu là ok, cái tình hình bán hàng trong khoảng thời gian sắp tới là bao nhiêu ở từng điểm bán hàng cũng như là theo từng sản phẩm. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ lên kế hoạch tốt hơn cho cái việc là kế hoạch sản xuất, cũng như là kế hoạch mua hàng, cũng như là kế hoạch giao hàng, và cả những cái câu chuyện về tồn kho, quản lý tồn kho, đúng không? Rồi từ đó chúng ta sẽ có những action phù hợp, đúng không? Ví dụ như là chúng ta sẽ có cái nhu cầu là chúng ta sẽ thực hiện những action trong khoảng thời gian sắp tới với cái lượng tồn kho mà chúng ta đang dự đoán đó, từ cái forecast mà chúng ta dự đoán cho cái việc bán hàng. Chúng ta có thể có những cái action là sắp tới chúng ta sẽ chuyển hàng đến những cái kho đó với cái số lượng là bao nhiêu, và chúng ta sẽ có cái câu chuyện là điều chuyển hàng từ cái kho này sang cái kho kia với số lượng là bao nhiêu và lấy được kho nào, đúng không? Thì đó là những cái action. Thì ở level cuối cùng là đứng về góc độ về khai thác và phân tích dữ liệu, đó là cái level là retrieve, có nghĩa là mình sẽ có những action tương ứng. Rồi thì một cái người mà làm về khai thác dữ liệu thì bên cạnh cái việc là mình sẽ có những cái
cái kỹ năng về câu chuyện là sử dụng Excel đúng không ạ, những kỹ năng về đọc dữ liệu. Thì nếu như mà một một người khai thác dữ liệu mà và phân tích dữ liệu hàng ngày, nếu như mà mình có một số cái kiến thức căn bản về một số các cái kỹ thuật mà đang ở trên slide của mọi người, thì lúc đó thì mọi người sẽ trang bị cho mình, đúng là tuyệt vời, tức là mọi người sẽ trang bị được mình cho rất là nhiều cái kỹ năng để cái mọi người có thể gọi là không chỉ là đạt đến ở cái level là mình sẽ phân tích cái dữ liệu ở ở cái câu chuyện là những cái gì nó đã diễn ra, thì mình còn có những cái skill hơn và mình sẽ phân tích lý do vì sao cái điều đó nó diễn ra và dự đoán dự báo cho tương lai, đúng không, để có những cái action nó phù hợp. Thì đây là một số cái kỹ thuật mà mọi người làm về khai thác và phân tích dữ liệu nên nên biết, đúng không, ví dụ như là những kỹ thuật về câu chuyện về về sử dụng một tool BI, hoặc là về câu chuyện là một có một số cái kỹ năng về câu chuyện là tổ chức cái visualization hoặc là build những cái dashboard, đúng không ạ, những cái kỹ năng, những cái phân tích sâu hơn về câu chuyện là mọi người có kiến thức, những cái am hiểu về machine learning, về câu chuyện về dự đoán dự báo, thì mọi người có thể có những cái phân tích nó sâu hơn. Thì một cái quá trình như thế này, từ cái dữ liệu lịch sử cho đến cái dữ liệu trong tương lai mà mình có cái nhu cầu biết được, thì nó là quá trình learning, đúng không? Hay là mọi người hay còn nghe đến nhiều một cái từ nó gọi là machine learning, tức là học máy, nghĩa là từ cái dữ liệu lịch sử chúng ta sẽ khai thác được và dự đoán được dự báo cho những dữ liệu tương lai, đúng không? Rồi, thì đây là một cái màn hình ví dụ thôi, đúng không ạ? Ở đây là một cái dashboard, và trong lĩnh vực bán hàng thì chúng ta thường có nhu cầu là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi về business hàng ngày, đúng không ạ? Ví dụ với cái dashboard này chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi về business như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ ở đây là một cái dashboard, nó sẽ show cái dữ liệu của cái sale performance của cái tháng này. Chúng ta sẽ biết được những cái chỉ số về month to date, về year to date nó như thế nào, đúng không ạ? Cái tăng trưởng so với tháng trước như so với năm trước như thế nào. Cái achievement của việc là mình đạt được so với cái target mình đề ra ngay từ ban đầu đó là bao nhiêu, đúng không ạ? Trong trường hợp này là đến cái thời điểm hiện tại thì chúng ta đã đạt được 60.05% so với target. Và cái số liệu ASO đó là bao nhiêu, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể xem được là theo trending theo từng ngày, đúng không ạ? Và so sánh cái tăng trưởng so với năm ngoái. Chúng ta cũng có thể phân tích theo từng cái channel, chúng ta cũng có thể phân tích theo từng cái product, đúng không ạ? Từ đây với cái channel chúng ta cũng có thể view down để chúng ta có thể biết được những cái performance của sub channel, hoặc là những cái dữ liệu ở level bên dưới, hoặc là từ product thì chúng ta có thể bắt đầu từ category. Từ category khi chúng ta click vào thì nó có thể view down xuống từng các cái chi nhánh, từng cái brand, đúng không ạ? Từng các brand thì chúng ta có thể view down xuống nữa, xuống flavor, xuống SKU, đúng không ạ? Xuống SKU level trên cùng một cái visualization như thế, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể trả lời được những cái business question về câu chuyện là cái performance của từng cái nhà phân phối cũng như từng tỉnh thành nó như thế nào, với câu chuyện là cái sản lượng bán ra trong cái tháng này nó bao nhiêu month to date, đúng không ạ? ADS là average daily sale, có nghĩa là trung bình thì một ngày với một cái nhà phân phối hoặc là với một cái tỉnh thành này bán được bao nhiêu. ASO là bao nhiêu, đúng không ạ? Số lượng active serving outlets, hoặc là những cái câu chuyện về các cái chỉ số liên quan đến tăng trưởng so với năm trước hoặc là so với target, đúng không ạ? Và cái phần còn lại mà chúng ta phải chạy là bao nhiêu, lúc này thì chúng ta sẽ thấy action ở chỗ này, có nghĩa là cái phần còn lại để mà chúng ta đạt được target trong tháng này là bao nhiêu, để chúng ta sẽ có được cái con số là cái average hàng ngày chúng ta sẽ cần phải chạy để chúng ta đạt được target là bao nhiêu, đúng không? Nhìn vào đây thì chúng ta đã trả lời được những cái câu hỏi liên quan đến business như thế rồi, đúng không? Thì bên cạnh đó thì để mà trả lời được một cái câu hỏi sâu hơn, có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ thấy được ở level công ty chúng ta thấy như này, đúng không? Nhưng mà giả sử chúng ta có một cái nhu cầu là chúng ta coi là cái performance của cái kênh GT hoặc là cái kênh Modern Trade nó như thế nào, đúng không ạ? Thì ở trên một cái dashboard thì nó sẽ giúp cho mình trả lời được rất nhiều cái câu hỏi như thế, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta click vào một cái tỉnh thành nào đó thì chúng ta sẽ biết được cái performance của cái tỉnh thành đó luôn, đúng không ạ? Cái tình hình outlet bán hàng của các cái outlet ở bên trong các cái tỉnh thành nó như thế nào, để chúng ta sẽ có những cái phân tích sâu hơn. Và dựa vào các cái dữ liệu của lịch sử liên quan đến câu chuyện là sale ở level là gọi là sale invoice luôn, những cái transaction bán hàng hàng ngày thì bay trên cái đó thì chúng ta sẽ, và một số các cái dữ liệu khác thì chúng ta có thể predict và chúng ta có thể forecast được cái tình hình, cái khả năng mà cái demand, cái bán hàng ở trong cái khoảng thời gian sắp tới nó sẽ là bao nhiêu, để chúng ta lên kế hoạch sản xuất mua hàng cũng như là phân phối nó tốt hơn và quản lý tồn kho nó tốt hơn, đúng không ạ? Thì đó là những cái câu hỏi về business từ các cái dữ liệu, là dữ liệu bán hàng hàng ngày của mình rất là căn bản như vậy thôi. Mà khi mà với một cái dashboard như thế này cộng với lại một số các cái kiến thức nền tảng về câu chuyện là dự đoán dự báo, thì
chúng ta đã trả lời được những câu hỏi từ rất là căn bản, ví dụ như là cái tình hình performance nó như thế nào, cho đến cái câu chuyện là nguyên nhân nó vì sao nó xảy ra, và dự đoán được trong tương lai để có những cái action phù hợp, đúng không? Đó là cover tất cả các cái level, các cái kiểu khác nhau về về phân tích dữ liệu mà mình vừa trên bài hồi nãy, đúng không? Hoặc là ở đây nó có một cái dashboard khác mà mọi người có thể thấy ở đây nè. Ở đây thì mọi người chú ý đến cái report đầu tiên. Thì với cái report này là nó rất là thông dụng, đúng không ạ? Dựa vào cái dữ liệu hiện tại chúng ta đang có từ cái việc mà bán hàng, thì chúng ta có thể khai thác được là một cái thông tin là khi mà tôi mua cái sản phẩm số 1 thì những sản phẩm nào với cái tỷ trọng bao nhiêu chúng tôi nên mua kèm. Thì nếu như mà mình là chủ của một doanh nghiệp, khi mà chúng ta có một cái thông tin này là giống như là vàng, đúng không? Khi mà chúng ta lên một những cái chương trình promotion hay những chương trình marketing cho một cái sản phẩm nào đấy, chúng ta sẽ biết được rằng là những cái sản phẩm nào chúng ta nên offer thêm để chúng ta có thể upsell hoặc cross sell với những cái thông tin mà chúng ta khai thác để mà ra một cái thông tin như thế này, đúng không? Rồi hoặc là ví dụ như là một cái dashboard khác về công ty quản lý chi phí, đúng không? Từ đây thì chúng ta cũng sẽ biết được rằng là cái tình hình mà gọi là sử dụng cái phần chi phí của mình đối với từng công ty, đối với từng sản phẩm cũng như là đối với từng các cái chi nhánh của mình nó như thế nào, để chúng ta có thể những có những cái alert nó phù hợp, bạn đã vượt qua budget rồi ví dụ vậy, hoặc là tùy vào cái tình hình mà sử dụng cái budget trong năm vừa rồi, chúng ta có thể dự đoán được là cái budget trong năm tiếp theo cần phải allocate cho cái phòng ban đó, cho những sản phẩm đó hoặc là cho những chi nhánh đó nó như thế nào, đúng không? Rồi như vậy thì sao? Với một cái dashboard như thế này thì có thể là mọi người sẽ có thể đặt ra một câu hỏi là nếu như mà chúng ta không, tức là về cái kỹ năng mà để build một cái dashboard như thế này thì mọi người sẽ có một cái kỹ năng khác nhau, đúng không ạ? Cái bố cục chúng ta có thể thay đổi, nhưng mà quan trọng nhất là làm sao chúng ta có thể trả lời được nhiều các câu hỏi insight càng nhiều càng tốt ở trên một cái dashboard, đúng không ạ? Từ mức rất là căn bản cho đến nâng cao, và từ cái mức gọi là overview cho đến câu chuyện là mình tìm được cái nguyên nhân cốt lõi vì sao nó xảy ra như thế và dự đoán cho tương lai, đúng không ạ? Thì để build một cái dashboard như thế này thì với một cái người mà có kinh nghiệm về mặt Excel thì mình hoàn toàn có thể design một cái dashboard như thế này trên Excel, đúng không ạ? Hoàn toàn rất là dễ dàng bay trên những cái dữ liệu hiện tại mà đang có. Chỉ có điều là mình sẽ phải đi tổng hợp dữ liệu từ rất là nhiều người khác nhau làm sạch và để mashup để có một cái dashboard như thế này thôi, đúng không ạ? Nhưng mà họ cũng sẽ có những cái kỹ năng là ở đây nó có nguyên tắc đèn giao thông, đúng không ạ? Nguyên tắc đèn giao thông là thường thường được ứng dụng rất là nhiều ở trong cái dashboard. Ví dụ là màu xanh lá cây thì rất là tốt, màu đỏ thì không tốt, đúng không ạ? Như vậy, hoặc là những cái icon ở đây, những cái flag thì giúp cho mình biết được rằng là ok, nhìn vào đó là mình sẽ biết được rằng là cái thông tin nó như thế nào rồi, và chúng ta lúc đó chúng ta sẽ có những action tương ứng. Thì với một cái dashboard như thế này hoàn toàn chúng ta có thể build được Excel. Tuy nhiên, lý do vì sao mình có một cái recommend đối với những cái người mà hàng ngày làm công việc khai thác phân tích dữ liệu, đó là hồi nãy mình có giới thiệu về chân dung của người kế toán quản trị và cái người mà liên đang làm cái công việc kiểm soát nội bộ, đúng không ạ? Tốn quá nhiều thời gian cho cái việc làm sạch và khai thác và tổng hợp dữ liệu hàng ngày. Thì với cái công cụ mà hỗ trợ cho BI thì cái việc đầu tiên là mình sẽ tích hợp được tự động các cái nguồn dữ liệu và whatever là những cái loại dữ liệu từ rất là nhiều nguồn khác nhau, thì với một công cụ BI nó sẽ hỗ trợ là tổng hợp một cách tự động các loại dữ liệu đó về mà mình không cần phải làm quá nhiều công việc về manual, đúng không? Nó sẽ có một số các cái chỗ mà chúng ta có thể làm sạch dữ liệu và cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về time consuming, đúng không ạ? Time consuming có nghĩa là cái thời gian nó sẽ giúp cho mình là cái việc mà để khai thác và xử lý dữ liệu bằng cách là mình dùng một cái tool BI lúc này thì rất là ngắn. Có thể là 80% thời gian lúc này là mình sẽ dành cho cái việc là đọc dự báo cáo, phân tích báo cáo để đưa ra những cái dự đoán và những cái sản phẩm phù hợp. 20% còn lại để mà mình quản lý cái tool BI làm sao để mà có thể tìm phát cái dữ liệu hàng ngày, đúng không ạ? Rồi huge data, lúc này mình sẽ không khe đến cái chất khối lượng của dữ liệu nữa, đúng không ạ? Nó có thể với một cái tool BI mà được design tốt thì nó có thể là hỗ trợ lưu cái dữ liệu đến unlimited luôn, có nghĩa là không có khe đến khối lượng dữ liệu. Trong khi mà một cái file Excel mình làm hàng ngày khi mình tổng hợp dữ liệu đến vài trăm MB thì lúc đó cái file nó đã đứng rồi, đúng không? Và có thể là tích hợp cái dữ liệu đến real time và có thể truy cập mọi lúc mọi nơi. Và collaboration là mọi người trên cùng cái dashboard mọi người có thể tương tác và trao đổi với nhau, có những cái cuộc nói chuyện hay là conversation, những comment với nhau trên cùng cái dashboard, hoặc là có thể share đến cho người khác mà không cần mình cập cái file Excel hay là những cái report mình phải gửi cho người khác thông qua email, đúng không ạ? Và nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho câu chuyện là những cái thiết bị mobile cũng như là những cái thiết bị tablet của mình,
và những cái chỉ số mình cần phải tính toán, ví dụ như là last year, last month, month to date so với target, cũng như là so với budget, rồi cái những cái chỉ số khác thì nó sẽ được tính toán sẵn ở trên này, và mình không là tốt rất không cần tốn thời gian để mà build những cái chỉ số đó nữa. Và bên cạnh đó thì nó có một số cái tính năng bên trong để nó giúp cho mình giải thích những cái lý do vì sao cái việc đó nó xảy ra, đúng không ạ? Và mình có thể hỏi và BI nó trả lời. Thì và cả những câu chuyện về mặt security chúng ta có thể quản lý làm sao đó, khi mà chúng ta share cái dashboard này ra cho người khác thì người đó chỉ thấy được những thông tin mà mình muốn người đó thấy thôi, đúng không ạ? Thì những cái toàn bộ các cái tính năng này thì chúng ta sẽ hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau để chúng ta mình có thể chia sẻ những kỹ lưỡng sâu hơn về mỗi cái tính năng như thế này, và giúp cho mọi người có trang bị được những cái kỹ năng làm sao có thể sử dụng một cái tool BI nó cách tốt nhất, đúng không ạ? Và với cái sự thân thiện và hỗ trợ và dễ sử dụng của BI hiện tại thì BI bây giờ nó dành cho tất cả mọi người, đúng không? Và đặc biệt bằng chứng là bây giờ là không phải phụ thuộc vào IT hoặc là những cái bạn mà liên quan đến câu chuyện những bạn mà làm về dữ liệu bên dưới được, mà các sếp ở các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là ở Việt Nam hiện tại mình đã triển khai rất là nhiều rồi, thì hiện tại họ vẫn đang sử dụng BI hàng ngày, đúng không? Bởi chính họ mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào IT hoặc là những người làm về khai thác dữ liệu cho họ. Và nó sẽ giúp cho mình là những cái quá trình từ cái việc mà làm sạch dữ liệu, mashup, explore, visualize và share cái dashboard đó ra, tất cả mọi thứ, những quy trình này sẽ được diễn ra một cách tự động. Và nếu mà mình có một cái tool BI, nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm được cái thời gian đó rất là nhiều so với cái việc mà mình trả lời được những cái câu hỏi đó bằng cách dùng Excel, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì cái việc sử dụng những cái tool BI nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều các cái vấn đề về câu chuyện là nó hợp sẵn những cái tính năng trong cái việc nó giải thích những cái vấn đề, lý do vì sao nó xảy ra, đúng không ạ? Quick insight, hoặc là nó sẽ có những cái visualization mà nó hỗ trợ cho mình là predict luôn trong tương lai luôn, dựa vào những cái gọi là kỹ thuật đó, căn bản như là time series bay trên cái dữ liệu lịch sử, đúng không ạ? Hoặc là một số các giải pháp khác nó sẽ hỗ trợ sẵn mà chúng ta không cần cái coding, không cần cái gì cả, chỉ là một vài cái click thôi, đúng không ạ? Để giúp cho chúng ta có thể forecast được. Một số anh chị, đặc biệt là các anh chị mà có nghe đến câu chuyện là chúng ta có thể biết một cái ngôn ngữ mới về câu chuyện là dự đoán dự báo á, thì chúng ta có thể sử dụng cùng với cái tool BI một cách rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Ví dụ như Python. Và cái việc mà sử dụng một cái tool BI đối với một cái doanh nghiệp á, thì không phải là nếu như mà chúng ta sử dụng BI ở những cái cá nhân riêng lẻ hoặc là ở những cái phòng ban riêng lẻ trong một cái doanh nghiệp thì cái chuyện gì nó xảy ra, đúng không ạ? Nó sẽ có một cái chuyện là ví dụ như là cái phòng ban về mặt bán hàng họ tính ra con số revenue, đúng không ạ? Phòng ban về mặt tài chính, về finance mình cũng tính ra con số revenue. Cuối cùng khi mà hai bên gặp nhau để mà trao đổi bàn về strategy thì hai con số revenue nó cho hai kết quả khác nhau, mặc dù là mọi người đang cùng tính toán một chỉ số, đúng không ạ? Dẫn đến cái việc đó là nó sẽ mismatch. Thì với cái việc là khi mình sử dụng BI, những cái giải pháp về BI một cách đồng nhất thì giữa các cái phòng ban ở trong doanh nghiệp, thì ở đây nó sẽ có một cái giải pháp mà mình sẽ chia sẻ sâu hơn nếu mà có cơ hội gặp lại các chị. Thì đó là một cái giải pháp mà có thể là mình sẽ build, xây dựng một cái nền tảng về dữ liệu cho doanh nghiệp luôn. Ở đó nó sẽ xử lý và giải quyết các công việc về mặt tích hợp dữ liệu từ tất cả các nguồn khác nhau về một cách tự động và tự động refresh luôn. Và nó sẽ build những cái một cái nền tảng đó cho toàn bộ mọi người, cho toàn bộ các cái business function ở trong một cái doanh nghiệp. Để từ đó chúng ta sẽ có một cái nền tảng mà nó sẽ chứa hết tất cả nguồn dữ liệu, và nó với những dữ liệu nó đã được tự động làm sạch và trend không, và chúng ta sẽ lúc này tất cả mọi người trong phòng ban nhìn cái business với một cái view rất là đồng nhất, đúng không, rất là consistent. Và từ đó thì chúng ta sẽ phân tích một câu chuyện, đọc báo cáo và có thể phân tích nó. Và ở đây nó sẽ có một cái chữ là self service, đúng không? Chúng ta sẽ self service, có nghĩa là tự động khai thác cái dữ liệu từ cái nền tảng dữ liệu này, và chúng ta không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào IT để đi làm sạch dữ liệu cũng như tổng hợp dữ liệu. Từ đó và để từ đó chúng ta sẽ có những cái phân tích nó sâu hơn về công việc là dự đoán dự báo có những asset tương lai. Thì đó là mình gọi cái từ là enterprise data platform, hoặc là mọi người có thể có nghe những cái thuật ngữ như là kho dữ liệu data warehouse hoặc là hồ dữ liệu data lake. Đó là những cái thuật ngữ nó cũng khá là tương tự như thế. Và với một cái doanh nghiệp mà lớn ở level rất là lớn mà, thì cái nhu cầu mà để có một cái enterprise data platform là thực sự rất là cần thiết. Thì ở đây là mình sẽ có một số cái roadmap này, ví dụ thôi, các anh chị làm trong lĩnh vực retail, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một số các cái tại vì kinh nghiệm của mình thì triển khai cho rất nhiều các cái doanh nghiệp ở trong khu vực rồi, kể cả Việt Nam, đúng không ạ? Trong đó có những cái doanh nghiệp rất là lớn, thì chúng ta thường thường là mình sẽ giúp cho doanh nghiệp xây dựng một cái roadmap, đúng không ạ? Từ rất là căn bản đến nâng cao, từ những câu hỏi rất là basic đến nâng cao. Thì ở đây thì nó sẽ có một số các cái
câu hỏi business như thế liên quan đến lĩnh vực retail, hoặc là trong cái lĩnh vực consumer goods thì sẽ có những cái nhu cầu cung cấp từ cơ bản nâng cao, đúng không ạ? Tương tự như vậy. Thì demo ở đây thì mình sẽ không có một số các cái thời gian nữa, mình nghĩ là thời gian cho cái session của mình cũng sắp hết, do đó nên là ở đây mình sẽ không có demo thực tế, nhưng mà ở đây mình sẽ có một số các cái dashboard mà bay cho cái kinh nghiệm thực tế của mình bên cạnh cái việc là mình làm cho rất nhiều các cái doanh nghiệp, nhiều khách hàng ở nhiều các cái industry khác nhau. Thì một số các cái best practice về câu chuyện về visualization, cách mà để build dashboard để chúng ta có thể khai thác và phân tích cái nguồn dữ liệu từ tài chính, từ bán hàng, từ mua hàng, từ chuỗi cung ứng hay whatever, các cái dữ liệu trong doanh nghiệp. Thì có một số cái best practice ở đây, thì mình có build sẵn một số cái dashboard ở đây, đúng không? Liên quan đến finance, liên quan đến income statement, liên quan budget, liên quan đến sales performance, đúng không ạ? Liên quan đến những cái phân tích sâu hơn về câu chuyện về discount hay promotion, những phân tích về tồn kho để có ra những cái action tương ứng về mặt tồn kho, những cái câu chuyện về operation planning, những câu chuyện về phân tích liên quan đến marketing, đúng không ạ? Và cả những cái phân tích liên quan đến nhân sự, đúng không ạ? Thì hy vọng là sẽ gặp được mọi người trong những cái khóa học của Smart Trend cũng như là Trend Global, để mình có thể có những cái chia sẻ chi tiết hơn và sẽ trang bị cho mọi người rất là cụ thể về câu chuyện là mọi người nên dùng và khai thác cái dữ liệu như thế nào, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều.